Frankie De Jong đang có những khởi đầu không thật sự suôn sẻ cho màu áo đội bóng mới. Chỉ sau 3 vòng đấu, một Barca không Messi đã nhanh chóng bộc lộ sự thiếu ổn định và đang tạm thời xếp ở nửa dưới bảng xếp hạng Liga. Trong bộ mặt bất ổn của thầy trò Van Verde, không khó để nhìn thấy một De Jong có phần lạc lõng và thi đấu không được như kỳ vọng, dù được đá chính cả 3 trận đầu mùa. Những đóng góp và lối chơi chung của tiền vệ này vẫn rất hạn chế. Trung bình mỗi trận De Jong chỉ thực hiện thành công duy nhất một lần qua người, vỏn vẹn một lần chiến thắng không chiến và chưa bao giờ nhận được quá điểm 7 từ WhoScore. Nhưng khi được trở lại phục vụ đội tuyển quốc gia ở vòng loại Euro, De Jong như hổ về rừng và trình diễn một bộ mặt hoàn toàn trái ngược mà màn trình diễn chói sáng của tiền vệ này trong chiến thắng 4-2 của đội tuyển Hà Lan ngay trên đất Đức là một minh chứng sống động. Chuyện gì đang xảy ra với De Jong tại Barca? Liệu chàng tiền vệ này có đang lạc lối tại Camp Nou hay đơn giản anh cần thời gian để có thể chơi tốt trong một môi trường hoàn toàn mới để ăn khớp với cách vận hành của Van Verde? Nhất là khi vị trí tiền vệ trung tâm ở một đội bóng thiên về kiểm soát như Barca là không hề dễ để có thể thích ứng ngay được. Nhưng trước khi mổ xẻ vấn đề này, hãy cùng nhìn lại hành trình của Frankie từ một cậu bé vô danh trở thành cầu thủ của chính đội bóng vĩ đại mà anh mến mộ từ nhỏ và lý do tại sao De Jong và Barca cần thuộc về nhau. Năm 2017, ở Hà Lan, cái nôi của bóng đá tổng lực trình làng một thuật ngữ mới mang tên trung vệ ảo. Đó là một cách gọi với mẫu cầu thủ chơi ở trung tâm hàng phòng ngự nhưng thường có những pha dẫn bóng theo trục dọc nhằm phá vỡ hệ thống pressing của đối phương từ những lớp đầu tiên nhất. Và người khiến cho từ điển bóng đá thêm phần dày hơn ấy chính là chàng trai ở độ tuổi đôi mươi, Frankie De Jong. Thực tế, việc một trung vệ mạo hiểm dê bóng lên đến tận phần sân nhà trước áp lực của đối thủ cũng từng được Chiellini hay Pique, những trung vệ thuộc hàng lão luyện của bóng đá thế giới thực hiện. Nhưng tại sao De Jong lại là người khiến giới bộ điệu sửng sốt như vậy? Bởi đây không phải là cầu thủ được công sở Ajax tạo ra để chơi ở vị trí trung vệ. Frankie thực chất là một tiền vệ trung tâm mà khi ấy buộc phải chơi trái sở trường. Vậy nên, cái cách mà chàng thanh niên 20 tuổi tự tin kéo bóng lên rất cao, bất chấp những sự truy cản quyết liệt từ đối thủ mới khiến người xem phấn khích làm sao. De Jong sộc thẳng từ rìa vòng 16m50 đội nhà đến tận 1/3 sân đối phương để tung những đường kiến tạo hay mở ra cơ hội cho đồng đội, trong bối cảnh mà cự ly đội hình của đối thủ đã bị cầu thủ này làm cho nhiễu loạn. Vậy đấy, từ một người bất đắc dĩ phải thi đấu trái sở trường, Frankie De Jong lại trở thành một nét chấm phá mới của làng thúc cầu giáo. Chỉ trong vòng 2 năm sau đó, cầu thủ này đã xải những bước dài đầy vững chắc. Anh góp mặt ở trận chung kết Europa League mùa giải 2017-2018 từ băng ghế dự bị, rồi trở thành trụ cột đưa Ajax lọt vào đến tận vòng bán kết Champions League mùa vừa rồi, giải đấu mà đại diện Hà Lan ngược dòng đánh bại nhà đương kim vô địch Real Madrid ngay tại Santiago de Bernabeu, trong một trận đấu mà De Jong khiến hàng tiền vệ chứ danh của đội bóng Hoàng gia với sự hiện diện của đương kim quả bóng vàng thế giới Luka Modric có một ngày thi đấu khổ sở, rồi tiếp tục khiến Cristiano Ronaldo phải nổi đóa ở trận tứ kết lượt đi vì các cầu thủ Juve để De Jong thoải mái đi bóng. Đó là một màn trình diễn đẳng cấp của tiền vệ này, tỷ lệ đi bóng thành công là tuyệt đối 100%, chuyền bóng chính xác 91%, thực hiện 17 đường chuyền ở 1/3 sân đối phương, trong đó có 2 kỳ pass. Ở trận này, những đóng góp của Frankie ở mặt trận phòng ngự cũng ấn tượng không kém với 11 pha thu hồi bóng, 3 lần ngăn cản cú sút của đối phương, 3 pha đánh chặn và tắc bóng thành công đến 75%. Cuộc phiêu lưu của De Jong và các đồng đội chỉ bị chặn đứng trước ngưỡng cửa trận chung kết vì luận bàn thắng sân khách. Chàng trung vệ ảo năm nào giờ đây đã được UEFA vinh danh là tiền vệ xuất sắc nhất châu Âu, là cầu thủ xuất sắc nhất giải vô địch quốc gia Hà Lan ở mùa vừa rồi và có lẽ là những sân đấu tại giải Hà Lan bỗng trở nên nhỏ bé để nhạc trưởng của Ajax được thỏa sức vẫy vùng. Ấy thế nên Barca và De Jong tìm đến nhau như một mối lương duyên đẹp được định sẵn. Tiền vệ 22 tuổi này từ bé đã là một cu lê chính hiệu và luôn xem thần tượng Messi là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, không cần phải bàn cãi. Còn về phía đội chủ sân Camp Nou, dù đang có phần khủng hoảng thừa tuyến giữa, họ vẫn quyết tâm để có được sự phục vụ của chàng tiền vệ giàu tiềm năng bậc nhất của bóng đá thế giới. Thậm chí, Barca và De Jong đã đính ước sớm tận 8 tháng trước khi bản hợp đồng được công bố chính thức. Họ sẵn sàng dốc hầu bao để chi 75 triệu bảng cùng những lời cam kết tương lai để có được sự phục vụ của tiền vệ điển trai này. Barca cần anh cho tham vọng trở lại ngôi vương của bóng đá châu Âu, cho công cuộc tái thiết và xa hơn là cho một tương lai không còn những hạt nhân như Busquets hay là Messi. Còn De Jong thì đặt Barca một vị trí trang trọng trong team, nhưng cũng không kém phần lý trí để quyết định gia nhập đội bóng này. Ngày trước tôi luôn mơ ước được chơi cho Barcelona. Ngài chủ tịch Bartomeu đến gặp tôi, chúng tôi không nói về tiền, chỉ là bóng đá. Đó là một trong những lý do tại sao họ khiến tôi bị thuyết phục. Khi Barca thật sự nghiêm túc, sự lựa chọn thật dễ dàng đối với tôi. Messi là người xuất sắc nhất, nhưng tất cả các thủ ở đây đều thực sự tài năng. Tôi thực sự mong chờ sự khởi đầu của mùa giải mới. Đó là những lời chia sẻ trong ngày mà Frankie chính thức ra mắt đội bóng xứ Catalan.
Không chỉ có mình đều chưa mong chờ, cả thế giới cũng không ngừng dõi theo từng bước chạy của tiền vệ này trong màu áo của Barca. Bởi sau những gì đã thể hiện, đặc biệt là trong một mùa giải thăng hoa trong màu áo của Ajax, sự kỳ vọng đặt trên vai của De Jong cũng chẳng hề kém cạnh những sao mai cùng thế hệ khác như Mbappe hay là Joao Felix. Mùa trước, De Jong góp mặt trong 3.850 phút trong màu áo Ajax, xét trên mọi đấu trường hay ra sân tổng cộng 52 trận, ghi được 3 bàn và có 3 đường kiến tạo. Cầu thủ trẻ này hội tụ đủ những tố chất để trở thành một cầu thủ lớn. Với sự điềm tĩnh, óc quan sát nhạy bén, cảm quan không gian tốt, anh vô cùng tự tin trong những tình huống rê bóng, những cú lắc hông điệu nghệ với động tác giả được thực hiện một cách thành thạo. Việc loại bỏ sự đeo bám của đối thủ với De Jong trông không thể đơn giản hơn. Đặc biệt, chuyền bóng cũng là một điểm mạnh khác của cầu thủ này. Mùa trước, tỷ lệ chuyền chính xác của anh lên đến 90,8%. Có thể nói, hiếm cầu thủ nào thời điểm này có thể so sánh được với De Jong trong vai trò cầm nhịp. Khả năng quan sát, làm chủ và chuyền bóng cực tốt giúp De Jong luôn luôn chọn đúng thời điểm để tung ra những đường mở bóng. Vậy nên mùa trước, ở châu Âu, anh vô đối trong khoản chuyền bóng vào khu vực 1/3 cuối phần sân của đối thủ. Cao đến 1m81 nhưng chỉ nặng có 74kg. Dù thi đấu khá thấp trong sơ đồ hai tiền vệ của Ajax, nhưng De Jong không mạnh ở những tình huống tranh chấp đòi hỏi cơ bắp. Nhưng sự thông minh trong việc chọn vị trí, khả năng che chắn giúp cầu thủ này phần nào khỏa lấp được yếu điểm trên. Nhờ đó, trong mặt trận phòng ngự ở mùa trước, những thông số của De Jong cũng không phải là quá tệ. Anh thực hiện trung bình 1,8 và tác bóng thành công cùng 1,5 lần giải nguy mỗi trận. Vì khá toàn diện và đa năng nên việc sử dụng De Jong như thế nào để tối đa hóa khả năng của cầu thủ này là một bài toán không hề đơn giản cho những huấn luyện viên dẫn dắt anh. Huấn luyện viên Erik ten Hag từng phát biểu rằng: "Chúng tôi phải tìm cách để Funky hoạt động tốt nhất có thể. Tài năng của cậu ấy thực sự là đáng kinh ngạc. Chúng tôi tự hỏi phải sử dụng cậu ấy ở đâu để tận dụng tốt nhất những khả năng tuyệt vời đó. Cuối cùng tôi quyết định chơi với hai cầu thủ số 6 ở trên sân." Và các bạn thấy đó, De Jong xuất sắc như thế nào khi chơi trong hệ thống này. Cậu ấy kéo cả đội chơi tốt hơn và đặc biệt là trong mặt trận tấn công. Trong màu áo đội tuyển quốc gia Hà Lan, De Jong thường được huấn luyện viên Ronald Koeman cho thi đấu thấp nhất trong sơ đồ 3 tiền vệ. Ở đó, những điểm mạnh về khả năng cầm trịch, chuyền bóng được cầu thủ này phát huy mạnh mẽ. Trong chiến thắng 4-2 vừa qua của câu lạc bộ màu da cam trước cỗ xe tăng Đức, theo Gimme Sport thống kê, De Jong tung ra 71 đường chuyền với tỷ lệ thành công 93%, trong đó có 7/8 đường chuyền dài chính xác. Trong khâu phòng ngự, anh chiến thắng 2/3 pha tranh chấp tay đổi, đóng góp rất lớn lên mặt trận phòng ngự với 2 pha đánh chặn thành công. Màn trình diễn chói sáng của De Jong còn trở nên hoàn hảo hơn khi chính anh là người ghi bàn thắng quan trọng giúp Hà Lan quân bình tỷ số 1-1 trước khi thực hiện màn lội ngược dòng trước đối thủ chính tại bảng đấu của họ ở vòng loại Euro lần này. Ngay lập tức, những câu hỏi được đặt ra là tại sao dù từ Ajax đến Hà Lan, De Jong luôn giữ được một phong độ cao, nhưng trong những trận đấu đầu tiên tại La Liga, tiền vệ này lại thi đấu không được như kỳ vọng. Nhưng phải hiểu rằng, De Jong đang trong giai đoạn thích nghi ở một môi trường bóng đá hoàn toàn mới, với cự ly đội hình của các đội bóng là hợp lý và chặt chẽ hơn rất nhiều so với giải vô địch quốc gia Hà Lan. Điều quan trọng nhất là cầu thủ này đang được huấn luyện viên Valverde thử nghiệm trong vai trò của một số 8 lệch trái, thay vì được thi đấu ở vị trí thấp nhất trong hàng tiền vệ 3 người như tại đội tuyển quốc gia, hoặc một sơ đồ 2 tiền vệ như tại Ajax. Nếu hồi tưởng lại ở giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải, De Jong đã có những màn trình diễn rất ấn tượng, mà điển hình là ngay trong trận ra mắt trước Chelsea tại Rakuten Cup, De Jong được tung vào sân ở đầu hiệp 2 để thay cho Sergio Busquets để chơi ở đáy hàng tiền vệ của Barca. Tân binh trị giá 75 triệu euro ngay lập tức chứng minh giá trị của bản thân. Theo thống kê từ Opta, trong 45 phút đầu tiên thi đấu trong màu áo Barca, De Jong đã thực hiện 42 đường chuyền và không có một sai số nào ở đó, tỷ lệ chính xác là tuyệt đối 100%. Nhưng khi vào mùa giải chính thức, nếu muốn De Jong được chơi đúng vị trí sở trường thì việc đẩy Sergio Busquets lên ghế dự bị là một điều hoàn toàn vô lý, dù cầu thủ này bắt đầu bị gánh nặng tuổi tác làm ảnh hưởng. Nhưng với đẳng cấp của mình, rõ ràng Barca lúc này, tầm ảnh hưởng của tiền vệ người Tây Ban Nha có chẳng chỉ đứng sau Lionel Messi mà thôi. Vậy nên, với một người thông minh như De Jong, cầu thủ này chắc chắn sẽ không ngại việc phải thay đổi, nhất là khi mục đích của tiền vệ này khi gia nhập Barca chính là việc nâng tầm bản thân. Ở đó, cầu thủ này chắc chắn sẽ vấp phải không ít những khó khăn về việc thích nghi hay cạnh tranh gay gắt với những cái tên sáng giá khác trong hàng tiền vệ của Barca là Rakitic, Vidal, Arthur hay Alena cho một suất đá chính thường xuyên. Dẫu vậy, với việc Barca dù đang dồi dào ở hàng tiền vệ nhưng vẫn quyết tâm chi ra 75 triệu bảng để có được sự phục vụ của Funky, rõ ràng tiền vệ này được kỳ vọng sẽ nằm trong kế hoạch dài hạn của gã khổng lồ xứ Catalan. Một điều khác cũng rất đáng kỳ vọng là việc liệu De Jong sẽ được kết hợp như thế nào khi Messi trở lại sau chấn thương. Bởi với việc giữ bóng và khả năng cầm trịch cực tốt của mình, tiền vệ này liệu có thể san sẻ gánh nặng với chính thần tượng của anh được hay không?